ẩn ý nào phía sau chuyện tình Lương Sơn Bá Chúc Anh Đại được truyền tụng ngàn đời? Tác giả Thiên Bảo. Tự cổ chí kim có biết bao nhiêu chuyện tình bi đát, nhưng vì sao Lương Sơn Bá Chúc Anh Đại lại được người đời truyền tụng lâu đến như vậy? Phải chăng phía sau còn có ẩn ý gì mà trời cao muốn gửi đến cho người đời sau? Mời quý khán thính giả cùng Tinh Hoa TV đi tìm câu trả lời. Vì chê Lương Sơn Bá nghèo khó nên cha mẹ anh Đại không chấp thuận hôn sự cho hai người. Sơn Bá vì vậy mà sầu muộn qua đời. Hay tin cha mẹ anh Đại thúc giục con gái chuẩn bị đồ cưới, anh Đại đồng ý, nhưng với điều kiện phải cho cô viếng tế mộ của Lương Sơn Bá vào hôm rước dâu. Câu chuyện kết thúc vào ngày cưới, khi đoàn rước dâu đi ngang qua mộ Lương Sơn Bá. Khi ấy một trận cuồng phong nổi lên. Lúc đó Chúc Anh Đại đang cúng tế mộ người tình đã khuất, bỗng thấy nắp mộ mở ra. Nàng chẳng hề đắn đo suy nghĩ mà đi thẳng vào, sau đó biến mất. Người đời sau kể lại, từ phần mộ của Lương Sơn Bá, một đôi bướm quấn quýt bên nhau bay ra. Có lẽ cũng chính là hóa thân của đôi tình nhân, sẽ mãi ở bên nhau trong kiếp uyên ương hồ điệp. Có thực hay chỉ là hư cấu? Theo khảo chứng của các nhà sử học nghiên cứu về thời Ngụy Tấn, câu chuyện Lương Chúc khởi nguồn tại thị trấn Mã Hương, huyện Nhữ Nam, tỉnh Hà Nam. Tại đây hiện còn những di tích như mộ Lương Chúc, Lương Gia Trang, Chúc Gia Trang, Mã Gia Trang, thư viện Hồng La Sơn, mộ của Trâu Đồng, thầy Lương Chúc. Cách đây gần 1.000 năm, trong bản Nghĩa Trung Vương Miếu Ký của Tri Phủ Minh Châu thuộc Triều Tống tên là Lý Mậu Thành có ghi chép. Lương Sơn Bá sinh vào ngày mùng 1 tháng 3 âm lịch năm 352, qua đời vào ngày 16 tháng 8 âm lịch năm 373, chưa từng kết hôn. Chúc Anh Đại kết hôn vào mùa xuân năm 374, miếu Lương Sơn Bá xây dựng vào năm 397. Sau này, các ghi chép quan trọng khác còn có Lý Tú Khanh kết nghĩa Huỳnh Trinh Nữ của Phùng Mộng Long đời nhà Minh và Chúc Anh Đại tiểu truyện của Thiệu Kim Bưu thời nhà Thanh. Tháng 7 năm 1997, người ta phát hiện một ngôi mộ có từ đời Tấn. Trong miếu thờ Lương Sơn Bá ở Ninh Ba, vị trí, quy cách và đồ tùy táng của ngôi mộ này đều trùng khớp với thân phận huyện lệnh, huyện ngân. Cùng nơi an táng của Lương Sơn Bá được ghi chép trong sách sử. Đây được cho là tư liệu hiện vật đáng tin cậy. Với những tư liệu và hiện vật lịch sử như trên, cho thấy câu chuyện về cặp đôi Lương Sơn Bá Chúc Anh Đại không phải là hư cấu mang tính phóng tác văn học. Nếu đó là sự thật, vậy liệu đây có phải là câu chuyện thần thoại thời thiên cổ lưu lại cho người đời sau hay không? Trong các tác phẩm điện ảnh, cuộc tình của đôi trai tài gái sắc bị Mã Văn Tài dùng mọi thủ đoạn để ngăn cản. Nhưng có thật là anh ta xấu như vậy hay không? Thực ra còn có một câu chuyện khác về Mã Văn Tài mà rất ít người biết đến. Đó là những gì hoàn toàn trái ngược với nhân vật được tạo hình phản diện trong văn học. Vốn dĩ anh Đại là một kỳ nữ hiếm có xưa nay. Nàng không cam lòng ngồi chờ số mệnh nên đã nghĩ ra một cách. Nàng đích thân viết một lá thư cho Mã Công Tử, là truyền nhân của dòng dõi có học. Mã Văn Tài am hiểu lễ nghĩa, thấu tình đạt lý, lại là người rất có tiếng tăm.
Khi xem xong lá thư, anh ta cảm thấy nàng Chúc Anh Đài này quả đúng là một kỳ nữ dám nghĩ, dám làm, lại có thể viết ra được một lá thư như vậy, cũng là điều thiên cổ xưa nay hiếm gặp. Lại nhìn nét bút có tình có nghĩa, văn phong trang nhã đẹp đẽ, trích dẫn cổ kim, trong nhu có cương, bất giác cũng sinh lòng ái mộ. Anh ta thành tâm muốn giúp cho hai người kia thành đôi, nhưng số trời không chiều lòng người, kết cục lại trở thành một câu chuyện buồn. Có lẽ đó cũng là định mệnh an bài như vậy. Dự định của Mã Văn Tài chưa được thực hiện thì Lương Sơn Bá đã qua đời. Từ đây mở ra giai thoại của câu chuyện tình yêu Lương Chúc. Vậy tấm lòng tốt của Mã Thiếu Gia xem như trở thành vô ích hay sao? Thực ra số mệnh của Mã Văn Tài đâu chỉ đơn giản là làm người thứ ba. Anh ta còn là người tận mắt chứng kiến hết thảy mọi chuyện từ đầu đến cuối, trong lòng cảm khái lẫn tiếc thương. Mã Văn Tài về nhà kể lại mọi chuyện với cha. Hai cha con hôm sau vào triều đã tấu lại với hoàng thượng, thuật lại tường tận mọi chuyện. Ai nấy đều ngợi khen Chúc Anh Đài là bậc kỳ nữ. Từ đây, câu chuyện Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài đã trở thành giai thoại thiên cổ được truyền tụng cho đến ngày hôm nay. Người xưa nói, quân tử không tranh đoạt vợ người khác, nên mới nói nếu xã hội đề cao nhân nghĩa, tự mỗi người đều có ước thúc, thì đâu dễ xảy ra chuyện bại hoại. Dẫu không thành một mối lương duyên, thì cũng thành một bài học lưu hoài trong nhân thế. Ý nghĩa chân thực của chuyện tình Lương Chúc. Trong câu chuyện này, nếu nhìn kỹ, sẽ thấy có sự an bài của tạo hóa. Nếu như không phải là Mã Văn Tài, thì khó lòng khiến hoàng đế nhà Tấn cảm thấy tính chân thực của câu chuyện mà xác lập danh phận cho họ. Số phận an bài xảo diệu như thế, vậy thì rốt cuộc thông qua câu chuyện này, nội hàm chân chính muốn để lại cho con người đời sau là điều gì? Chúng tôi xin được chia sẻ cùng quý khán thính giả hai góc nhìn. Thứ nhất, đây là an bài trong số phận của Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài. Họ vốn dĩ là những sinh mệnh trên thiên thượng. Chính vì động phàm tình mà phải hạ xuống nhân loại, chịu hết mọi thống khổ bi ai trong chuyện tình yêu trai gái, trả hết nợ nghiệp, rồi quay về con đường sinh mệnh chân chính của mình. Nếu như ai xem qua tác phẩm Hồng Lâu Mộng, sẽ ngộ ra ý nghĩa chân thực này. Lâm Đại Ngọc vốn là sinh mệnh trên trời, chỉ vì mang nợ một gáo nước mà phải hạ xuống cõi người, dùng hết nước mắt một đời mà trả nợ cho Giả Bảo Ngọc, chấp nhận một mối tình duyên gian dở mà qua đời. Nếu quả thực nhân duyên của hai người là vậy, không chừng hẳn đây lại là điều tốt. Hai sinh mệnh vốn từ nơi thiên thượng đến, trả hết món nợ ân tình, sau quay trở về bản nguyên của mình là những sinh mệnh trên thiên thượng vốn thuần khiết và thanh nhã. Thứ hai, chính là để lại tấm gương cho hậu thế về đạo nghĩa chân chính của tình yêu. Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài ban đầu nảy sinh tình cảm mà kết duyên, nhưng sau vì giữ trọn trung nghĩa mà hai người đều tận mệnh. Bản tính vốn dĩ chung thủy, trong thời khắc cuối cùng có thể tận nghĩa vứt bỏ sinh tử, vốn tự nhiên mà đạt đến cảnh giới của thần. Hai người họ không vì tư tình nam nữ mà làm trái ý trời, không cãi lệnh cha mẹ, thà rằng tự mình chịu đựng, kìm nén cảm xúc nhớ mong và đau khổ của ly biệt. Đây là kính trời, cũng là tận hiếu. Tình yêu của họ không mang cái dục của phàm tục, mà là biểu hiện một cách chân thành, vô tư và thuần khiết. Như vậy, họ đã chứng thực được cảnh giới cao trong nơi nhân loại, vậy nên mới có thể cảm động trời đất.
Người xưa có câu, vợ chồng đến với nhau là tình, ở với nhau là nghĩa. Câu chuyện này thực ra để lại cho hậu thế một bài học. Nếu quan hệ vợ chồng chỉ đơn giản là tình cảm trai gái nảy nở ban đầu, không nói đến đạo nghĩa, vừa gặp một chút mâu thuẫn liền đường ai nấy đi, thì đó không phải là vợ chồng thực sự có thủy có chung. Hơn nữa, duyên phận vợ chồng vốn là an bài của tạo hóa, là sắp đặt của thiên thượng. Nếu hủy bỏ giữa chừng thì chính là phá vỡ đặc định của thần, cũng khiến cha mẹ không an lòng. Ấy là bất kính với trời, cũng là bất hiếu với phụ mẫu. Con người ta đến với nhau bằng tư tình luyến ái, nhưng đó chưa phải là tất cả. Có thể cùng gắn bó trong hoạn nạn, chứng thực được đạo lý vợ chồng hay không mới đủ cơ sở để cùng nhau xác lập vị trí trong trời đất. Chính vì trung nghĩa vẹn toàn như vậy, nên chuyện tình Lương Sơn Bá chúc anh đại mới có thể trường tồn với thời gian, ngàn năm sau vẫn còn truyền tụng.